hôm nay Sang sẽ cùng các bạn chúng ta tiếp tục review một sản phẩm mình sẽ gọi là được bảo vệ bởi một khu shop như thế này. Và bây giờ sẽ đến phần mình sẽ cho bạn nghe thử về Tâm Việt kính chào khách quý. Chào các bạn đến với Loa Tâm Việt, là Sang các bạn ơi. Thì hôm nay Sang sẽ cùng các bạn chúng ta tiếp tục review một sản phẩm mic không dây của hãng Davidson rồi nha. Đây mình sẽ đưa hộp lên cho bạn xem. Mà thấy không ạ? Rồi. Các bạn có thấy được hình ảnh của hộp không ạ? Hình ảnh của hộp và những hình ảnh in trên hộp, đây chính là sản phẩm của chúng ta. Rồi, bây giờ mình sẽ không để các bạn đợi lâu nữa. Bây giờ mình sẽ cùng các bạn đi chi tiết về phụ kiện cũng như là mic, ngoại hình của mic như thế nào nhé. Rồi sau đó chúng ta sẽ nghe âm thanh từ mic xuống âm ly. Và hôm nay chúng mình sẽ kết nối với mic xuống âm ly mà nha, để nghe được chất âm thanh ok nhất của dòng mic này. Rồi, chúng ta bắt đầu thôi. Vừa rồi là một vài hình ảnh của sản phẩm của chúng ta Davidson, vì model của chúng ta tính là V123. Thì đối với sản phẩm này, hôm bữa mình đã từng review với sản phẩm loa kéo rồi, và mình đã kết nối và hát thử âm thanh xuống loa kéo rồi. Thì ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục làm giới thiệu về phụ kiện của sản phẩm, và bắt đầu là mình sẽ kết nối xuống âm ly nhé. Rồi xíu nữa mình sẽ kết nối xuống âm ly, và bây giờ mình sẽ nói về phụ kiện trước đã. Rồi bây giờ mình sẽ gỡ lên. Rồi đầu tiên khi các bạn mở ra thì các bạn thấy là các sản phẩm được bao bọc và được bảo vệ bởi một khung xốp như thế này, màu trắng. Rồi đầu tiên chúng ta sẽ có mic rồi nha. Đây chính là mic của sản phẩm, còn đây là thiết kế mic màu đen nhé, bằng nhựa. Đây là công tắc này, thấy rõ không ạ? Đó, tem vip về mình vậy nha. Mic chúng ta là VHF 10 meter, ok, Davidson 10 meter. Rồi, thì với thiết kế này mình thấy nó cũng tương đối là thon gọn và dễ cầm nắm như thế này đây, bạn thấy không ạ? Khá là dễ cầm nắm, thoải mái. Rồi, thiết kế thì khúc để pin thì chúng ta là xài pin như thế này đây, dạng pin này nên là pin sạc, nên chúng ta sẽ sử dụng với thiết kế chỗ pin sẽ không giống như là thiết kế pin của dòng xài pin tiểu nhé, dòng mic xài pin tiểu nhé, nó sẽ hơi khác một xíu và nó hơi dẹp một xíu. Đây, bạn thấy không ạ? Rồi, bây giờ mình sẽ nói tiếp theo là về phần đầu thu sóng. Đây chính là đầu thu sóng của chúng ta. Chúng ta sẽ có anten. Bạn thấy không ạ? Đối với dòng mic này chỉ một mic thôi nên đầu thu sóng sẽ nhỏ gọn hơn những dòng 2 mic bạn nhé. Đâu bạn thấy mà, đây là chúng ta có đèn báo hiệu power, đèn báo hiệu âm lượng cũng như là đèn báo hiệu kết nối với mic đây. Và đây chúng ta có âm lượng của mic đây, bạn thấy không ạ? Đây nút một cái núm chỉnh này, nút vặn này. Đó như thế. Rồi, trên chúng ta có ghi là Davidson VHF Wireless Microphone V123. Tên thương hiệu và cũng là tên của model sản phẩm nhé. Đằng sau chúng ta có gì? Đằng sau chúng ta có một cổng 6 ly kết nối xuống với cổng 6 ly của loa. Ok. Của âm ly hoặc là của loa kéo. Rồi, đầu này chúng ta có cổng nguồn nha bạn nha. Adapter nhé. Rồi, bây giờ mình sẽ nói về adapter luôn. Đây chính là adapter của chúng ta. Đây, sản phẩm adapter 220V, đầu vào là 12V mà nhé. Đây, sản phẩm đây. Rồi, tiếp theo chúng ta có rắc kết nối 6 ly. Rắc này chúng ta sẽ ghim vô đầu thu của mic, và chúng ta một đầu này chúng ta ghim vô đầu một cổng mic của âm ly hoặc là loa kéo của các bạn. Nếu với sản phẩm này sử dụng phù hợp nhất và thường đối với khách hàng và mọi người, mọi nhà thì thường sẽ kết nối với âm ly chủ yếu, còn loa kéo thì ít lắm, rất hiếm trường hợp người ta sử dụng với loa kéo rồi nhé. Rồi, xong, mình đã giới thiệu xong về phụ kiện của sản phẩm, và bây giờ mình sẽ để nó lại. Và bây giờ sẽ đến phần là mình sẽ cho bạn nghe thử về âm thanh từ mic V123 này xuống âm ly nhé. Rồi, không để bạn chờ lâu nữa, chúng ta sẽ bắt đầu thôi. Rồi, thì vừa rồi mình đã di chuyển xuống dưới lầu để có thể kết nối với âm ly của một sản phẩm loa Rosin G97 bạn nha. Đây, mẫu này thì mình cũng đã từng review qua, thì các bạn có thể sợ từ khóa đó chính là loa Rosin G97. Tâm Việt sẽ hiện ra những thông tin về sản phẩm video của chúng ta. Rồi, các bạn có thể tham khảo chi tiết bên đó về ngoại hình, âm thanh cũng như là các chức năng khác của sản phẩm loa này nhé. Rồi bây giờ mình sẽ cùng các bạn chúng ta nghe âm thanh từ micro V123 của sản phẩm Davidson này xuống loa, chúng ta xem thanh như thế nào nhé các bạn nha. Rồi mình đã kết nối sẵn rồi, bây giờ mình sẽ kết nối Bluetooth điện thoại của mình với loa và mình sẽ hát karaoke cho bạn nghe. Nào chúng ta tiếp tục thôi.
Ok bạn, mình vừa rồi mình đã kết nối xong với loa rồi. Và bây giờ mình sẽ cùng các bạn mình nghe một bài hát. Mình hát bài Có Chàng Trai Viết Lên Cây. Rồi, mình sẽ mở nhạc của loa lên. Beat được phối chuẩn và cung cấp miễn phí bởi Thành KT Producer. Alo, 1, 2, 3, 4, alo, alo. Alo, 1, 2, 3, 4, alo. Bạn nghe được không ạ? 1, 2, 3, 4, alo, alo. Cô chàng trai biến lên cây, lời yêu thương cô gái ấy, mối tình như gió như mây, nhiều năm trôi qua vẫn thấy giống như bước chân bé bằng dù em ngây thơ. Có khi trong tiềm thức ngỡ là mơ, có chuyện đã rất xa rồi, năm diện không ai biết tới, hai người sống ở hai nơi. Từ lâu không đi sát hơn, chỉ thường có người vẫn hỏi dù nhiều lời luyến lưu. Mỗi khi nhớ đôi mắt biết như thời chưa biết buồn đau. Người cô đấy đi theo chân mẹ cha, chàng trai bơ vơ tia sao trong tin hồn vẫn như mất một thứ gì. Không ai hiểu thấu vì tình yêu như đứa trẻ con thì vu vơ. Thì các bạn hãy cho mình cảm nhận của các bạn ở phía dưới phần mô tả video nhé. Rồi, bây giờ thì đến đây thì video của Tâm Việt cũng đã sắp kết thúc rồi. Các bạn đừng quên đăng ký kênh Loa Kể Tâm Việt.com để có thể theo dõi những video mới nhất trong thời gian sớm nhất nhé các bạn. Rồi, thì Tâm Việt cũng rất cảm ơn các bạn đã đồng hành và theo dõi Tâm Việt từ nãy giờ để giúp xe có thể review xong về sản phẩm này đó các bạn, về ngoại hình của mic cũng như là các tính năng và âm thanh. Rồi, đến đây thì Tâm Việt xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong một thời gian sớm nhất nhé. Vâng, và video đến đây là kết thúc rồi. Loa Kể Tâm Việt xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến toàn thể khách quý đã theo dõi và xem video. Mọi thông tin liên hệ khách quý vui lòng gọi trực tiếp vào số điện thoại hoặc chúng ta truy cập vào website loakertamviet.com hoặc website điệnmáytamviet.com để chúng ta có thể là trau dồi thêm về kiến thức loa kéo, giúp chúng ta am hiểu hơn về loa kéo và điện máy để mua hàng được an toàn hơn. Khách quý vui lòng truy cập vào website là kiến thức loa karaoke.com và website người đại diện uy tín của Tâm Việt. Khách quý vui lòng truy cập nguyễntonquốctính.com. Ở ngoài những thông tin mà Tâm Việt cung cấp thì khách quý khi mà mua hàng vui lòng cẩn thận, hiện tại trên mạng xã hội rất là nhiều nơi họ mạo danh thương hiệu của Tâm Việt nhằm qua mặt khách hàng, thì khách quý hãy truy cập kỹ website của Tâm Việt để xác minh chính xác, tránh trường hợp đáng tiếc xảy ra. Khách quý đừng quên nhấn nút đăng ký kênh hay gọi là nút subscribe để chúng ta có thể cập nhật về những video mới nhất cũng như là hữu ích nhất sắp tới nhé. Loa Kể Tâm Việt kính chúc cho khách quý luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin chào.